không có tiền Chấn thì cũng tiền mạng hạ mà. Đấy. Bây giờ nói trước luôn nhá, để vào trận đấu thì phải nói luôn cho nhanh này. em chào tất cả Thứ khán nhất giả nhá. chỉ có diễn viên Khánh Sky và Sắn Ba Số và trọng tài Sơn Giói thôi. Ngoài ra trong lúc thi đấu không được mời bất kể ai hay đồng ý lời mời của ai vào đây, nó bị loạn nhá, hiểu chưa? Về màn hình mọi người nhìn đang quen đấy, mời một người khác vào đây nó sẽ rất rất là mất kiểu gọi là điểm, và hơn nữa là nó loãng cái cuộc thi ra nhá. Hiểu hiểu ý chưa? Đâu Khánh thằng đâu thằng sáng biển sao này Khánh à, Sắn mạng đang kém, từ từ đã. cái con lợn này không dám tổ chức là Gọi dính gọi gì gọi. Nhưng mà Khánh hôm không nay phải anh thấy tin nhắn, có một tin nhắn là anh Sơn Sói ơi, anh nhắc lại thằng Khánh đi, nó sẵn chơi chứ xì ke, anh khuyên nó bỏ đi, bệnh rồi mà còn phê xăng với chả pha lên mạng xã hội đấy. chơi đâu mà chơi vớ Có vả đúng hôm vẩn nay mày chơi xì ke không? không chơi nếu gì mà mà mày nếu mà mày chơi thì mày bỏ đi nhá, chứ mày đang bệnh ấy, chết nhanh lắm ấy, thật. Vậy bây giờ mình đang là điểm nhấn của giới trẻ, em hiểu không? Mày mà như thế là kiểu gì cũng bị nhớt hoặc là chết thôi. mạng đối gì à? Thấy là anh đi anh em chơi bắt thấy những con lợn sẵn đây đi cai nghiện mấy lần rồi anh Rồi, trong thời gian chờ đợi cuộc đấu mõm diễn ra thì để anh Sắn Ba Số làm tí cơm nguội đó. biết là Dù gì đi chăng nữa cũng phải ăn lấy sức. Thằng Khánh mày có ăn gì thì mày ăn luôn đi nhá, nhanh đi lên. qua chỗ này Trong thời gian gọi là đợi đấy hai diễn viên đi chỗ ăn, này cứ từ từ bình đi tĩnh, chỗ cứ ăn bình tĩnh thôi, các bố ăn cơm bằng đĩa nhưng mà ăn cơm bằng bát đâu con ạ hóc. Rồi không chửi nhau, từ từ bình tĩnh. Cuộc chiến chưa bắt đầu. Trong thời gian chờ đợi ăn thì mời khán giả thẩm qua điệu nhạc. Hôm qua em vừa gặp chú Dũng Trọc, chú có nhắc nhở đến anh Sắn Ba Số và Khánh đấy. Thằng Khánh kia, anh Sắn anh ăn cơm nguội còn mày ăn cái gì đấy? Mày đi làm gì mà mày cúi cúi đấy? Đó. Mày định làm nhân trong của Thái Hoàng à? Các thứ vào nhá, không nhỡ đang chiến đấu mẹ lại bị bắt nữa thì đúng là buồn cười lắm hả. Khánh soạn xong văn bản đi em, tao gì gì phải soạn với mày, thế thằng nào làm anh thằng nào là em em ơi, em soạn văn bản đi mà cứ mày tao xong lại anh em thế là sao, thằng nào là anh thằng nào là em? Em không biết là thằng là anh thằng là em đại vì đây nó nhá, nhiều tuổi đây xin nhá, anh cho này hãy em ngồi rất yên. bực xúc với con chó này là gì? Là khi cụ nói là nó cứ nhảy vào họng học cái thật đấy mày ạ. Bình tĩnh bình tĩnh cứ bình tĩnh. Hôm nay nhá, trọng tài có ý kiến này, lúc nào mà Khánh nói ấy, thì anh Sắn im lặng để cho nó nói hết câu đi nhá, đừng Ok để mồm nó như thế ok em đâu anh có nhảy để. đâu, anh định đưa chân vào mồm nói mà anh chưa nhảy, anh định đưa chân thẳng mồm nó. Tôi bảo anh Sơn là ai, là anh này anh em ấy, thì ngày xưa em xuống nhà Tiến Hiệp chơi, Tiến Hiệp bảo Sắn là sinh năm 90
thì em tưởng nó là anh, vì là nhìn cái mặt nó già nhưng da dái, em nên gọi anh thôi. Hỏi kỹ ra chưa? Hôm nay nhá, hôm nay anh cũng biết là bên nhà Sơn có bao nhiêu người xem và bên nhà Khánh có bao nhiêu người xem. Anh xin phép nhá, hôm nay mong là có thêm một sự bình chọn của khán giả trong trường quay nữa cho nó vui. Đúng rồi. Còn này, tao nói sẵn này, tao không biết ai là anh em vì tao chưa được nhìn chứng thư của mày, mà chứng minh thư của mày cũng làm giả thôi. Tao chỉ biết một điều này, ông bà nội mày là em ruột. Một điểm nghiêng về Khánh Sky. 1-0 tỷ số đang về Khánh Sky. Nhất là anh nói Khánh nghe này nhá. Nhất vui vẻ trò chơi thì anh chấp nhận lời mời chơi với các em. Khánh nhá, không được động chạm đến bố mẹ các cháu. Còn với anh thì cả em đặt anh vào vị trí nào cũng được, anh ngồi được hết. Ok. Ok rồi, thế có đúng không? Khánh có nói đúng mà, có động đến bố mẹ các cháu, động đến ông bà mà. Đúng rồi. Không được động này. Ok. Sẵn bây giờ người vô gia cư rồi bị trục xuất ra khỏi làm đéo còn gia đình nữa mà. Nghe anh nói này, lôi gia đình vào đúng là anh không tính điểm cho em đâu, nhưng mà thôi được rồi. Phận làm anh, ăn thèm bác lặng, anh cho em một điểm trước. Chấp nhận một phát. Được chưa? Được. Thôi, sau cái điểm này trở đi nữa, không nhắc gia đình nữa. Ok. Bắt đầu. Khánh à, ở cuộc thi đợt trước thì Khánh cũng có bảo anh là một người nghiện. Nhưng mà ở cuộc thi đợt này thì ai mới là người đang nghiện đây? Đấy, em. Ai mới là người đang nghiện đây? Hay là em đang diễn? Anh từ từ, anh nói đến anh nói rồi chú cầm mồm. Anh Sơn dọn món này vào, anh Sơn giơ tay nhá. Bây giờ anh Sơn giơ tay vào. Thôi không, bây giờ như thế này. Bây giờ anh Sắn nói xong, Khánh muốn nói thì Khánh phải giơ tay này. Là đúng rồi, phải giơ tay lên tiếng câu chuyện này. Ở đấy, thì nó dễ, chứ biết lúc nào các bố nói mà để mà ngăn chặn. Tao nói này, thằng Sắn mày bảo tao là hôm nay tao ăn cơm bằng đĩa đúng không? Bây tao nói như này, đời tao ăn cơm bằng đĩa thì chưa bị bắt bao giờ, chưa ai gọi để công bố hình ảnh hoặc là đi tù gì đâu. Nhưng mà thằng Sắn học viên đã từng đi cai nghiện và bây giờ đã tái nghiện thành công thì sao? Mà theo như anh được biết đấy, theo như anh được biết đấy, ở cái thế giới loài người này thì chỉ có chó mới ăn cơm bằng đĩa thôi, còn người là không ăn cơm bằng đĩa. Được. Một đào nghiêng về Sắn ba số. Hay. Đấy, đấy mới là cái điểm đấy. Tiến bị hơn câu trước bình thường. Tiến bị là đại ca ở Sắn Hữu ở Campuchia cũng thấy cầm đĩa ăn cơm nhá. Vâng ạ. Đúng rồi, cái đấy là nhận. Người ngoài, không liên quan. Nhá, đây là đang trong cuộc chơi, không nối tiếng mới làm ra cái gì cả. Anh Long ơi, Khánh nha này, anh Long ơi, anh Long giải em 5 triệu đi, được chưa? À, từ bàn nhau chia mối rồi, chia mối rồi, chia anh ý rồi. Tan này, không được nhắc người ngoài với em thì em ạ, nhá. Còn là em muốn nhắc cái chuyện ngoài đấy thì, ok, nhắc trọng tài, xin phép. Anh ơi, bây giờ đang có cái anh Thái Hòa Thảo Táo, anh đang vào đây, anh muốn nói chuyện này, cho là bạn tham khảo không? Nhá. Biết đâu lại được tài trợ cái ô tô, ai trúng lại được ô tô thắng ô tô. Tao chịu chết, tao không biết ai này. Thôi mà anh ngồi im thôi. Mày hỏi trọng tài Sơn. Mày hỏi trọng tài Sơn, đây là tao tôn trọng Sơn vào mày. Còn tao không biết ai cả. Vào đây tí là thử nhầm nhá. Đúng rồi, không cho vào em ơi. Chỉ có 3 người thôi. Xin vào anh tí là thử nhầm nhá. Tí tao nhớ một cái gì này. Anh vừa bảo rồi thì anh trọng tài vừa nói rồi thì sẵn này. Mày trách va, yêu cầu trách va cái ngược cường sẵn. Bây giờ sẵn nhá. Xin cái gì? Bây giờ sẵn này, ngược mày xong cái gì hay con quỷ đúng không? Yêu cầu trọng tài trách va. Yêu cầu trọng tài trách va. Trách va. Đâu anh Sắn ba số cho xem hình xăm ở ngược thế nào. Điên rồi, bây giờ đang hoạn mẽ đầu lên rồi này. Check ba ngược cái nền, cởi à. Em chờ anh Ri Nguyễn nhá. Mạng anh Sắn hôm nay có vẻ hơi mất địa bàn đấy. Đề nghị chỉnh lại wifi nhá. Bây giờ mà mất wifi là mất địa bàn luôn đấy. Mất địa bàn thì coi như là sẽ bị xử thua nhá. Không đủ điều kiện để tham gia thi đấu. Mẹ, mạng không có tiền đóng thì thi đấu cái gì? đăng ký gói 5.000 một ngày, đăng ký gói 5.000 một ngày dùng hết rồi, đăng ký gói mới, chờ tí sang ngày mới đăng ký tiếp. Đang cầm cục đá to nhở? Thằng ấy buôn đá gì này? Bán đồ buôn đá cùng đá to thế. Em ơi, đấy, đề nghị anh chỉnh lại mẹo đi nhá. Bên Thái đấy, người ta không có gói 5.000. Người ta không có gói 5.000. Ok. Toàn đồ dĩa vỡ nó phải nhẹ nhàng, không thể cục cằn được. Cục cằn nó rơi vỡ ngay.
Bây giờ trọng đấy tài đang à? yêu cầu check vang ngược mày. Vừa anh em cái gì? Trọng tài đang yêu cầu không check vang ngược mày. Check vang thì anh để làm gì? Để đúng, xem Khánh phải nói lý do tại sao cần phải check vang. Lý do check vang thì anh để làm gì? Rồi, Khánh muốn nói thì Khánh giơ tay lên. Rồi. Sạc cơm nha tao đây. Bố mày xem là mày xăm cái gì ở ngực, bởi vì là tao có nghe là đợt mày đi cai nghiện ấy, vào luật buồng hôm đầu các anh đá, các anh đá ngược mày bảo anh ơi em bị bệnh tim. Nào đề nghị anh Sắn dở ngực ra. Cần trách ba quả ngực. Thế là các anh nhá. Anh các anh sút cho nhá. Rồi. Như thằng cái cô ấy ạ. Anh chưa ạ. Các anh sút cho như thằng trái khê bây giờ mở ra như thằng trái khê luôn. Ừ. Ok em, ok em. Em ơi, nếu bây giờ dở ngực ra mà đúng thế thì là Khánh sẽ được điểm. Anh dở ngực, anh sẽ dở ngực ra để cho mọi người xem. Nhưng mà anh hỏi Khánh là anh nào sút? Anh nào là người đặt chân vào ngực? Anh Nam ở Đông Đa Hà Nội, anh Nam con. Anh còn gọi tao đây không nói chi đâu với mày. Anh nào? Anh Nam con ở Hà Nội Đông Đa. Em ơi, anh lại cai ở Hải Phòng, anh biết biết nào. Thôi, sáng này. Mấy anh mày rồi. Em ạ. Điểm như tặng cái đây cho. Một điểm anh nữa. Nói cho Khánh nghe này. Mai bàn. Anh nói cho Khánh nghe này. Nếu mà anh có sai này, nếu điểm gì? Anh nói Khánh nghe này. Nếu mà cuộc đời anh đi tù đi cai ở Hải Phòng ấy, duy nhất một người đánh anh, duy nhất là ở trong trại trại tù là Linh. Anh ấy làm công an kinh tế này, duy nhất là anh ấy đánh anh. Anh thông tay anh hai cái. Con thằng nào bổ đánh anh nhá, anh đối mặt anh đi. Đấy là cái danh dự. Đối thằng nào bổ đánh anh này. Bàn với em ghi rồi đấy, bàn với em ghi quá như tải trái khê. Này, chưa. Này, anh đánh một người thôi. Cái đấy nó là chưa đủ điểm để ghi. Đúng rồi, Linh ở Trần Phú đấy, cậu ấm ạ, chuẩn đấy. Mẹ các anh đúng rồi. Anh đánh nó thì thôi. Điểm ấy, điểm do trọng tài chấm nên là thí sinh không được yêu cầu, phải không? Đúng rồi. Bao giờ mọi người cảm thấy hay và mọi người buồn cười anh mới ghi điểm được. Nhưng mà hôm nay điểm là cái con chó này bắt đầu nhảy mồm khác này, mồm cứ lên than thiên chạy thật. Thôi đéo thi đấu nữa đâu, mẹ nó cứ nhảy mồm. Sáng nay về mày nói bố nhảy mồm mày cho mày nói đâu nhá. Mày biết lịch sự người Hải Phòng như nào không? Mày đưa tay chưa? Mày đưa tay chưa? Ghi. Ghi. Đi con mẹ. Tao hỏi Khánh nhá. Cay nhẹ. Đúng rồi, Khánh phải giơ tay lên thì bọn anh mới nhìn thấy chứ. Nhờ mạng anh Sắn này hơi chán. Mày giơ tay chưa? Đây là cuộc chơi, tao cáo biết tao không phân biệt. Tao không phân biệt người phòng ấy này. Đây là cuộc chơi. Mày giơ tay chưa em? Chúng ta cho nói đi. Rồi, Khánh nói. Tôi nghe ra ngoài Hải Phòng có đồn là thằng Sán này bị sida các bạn. Đi chỉnh dạo ở Đồ Sơn đéo đeo bao bao giờ. Thế thì Khánh đã từng gọi là chứng kiến cảnh Sắn đa số đi chơi cà phê chưa trả tiền chưa? Hoặc là Sắn có vay tiền Khánh này kia không? Rồi cho nó đường mạng nó vào nói chuyện cho chứng kiến luôn. Sắn ơi, ngay từ cái đường mạng đường truyền con đã thua bố mày thì đời bố mày nên 7G rồi, giờ mày vẫn còn 3G. Được. Câu này là Khánh ghi điểm bởi vì Khánh từ nãy giờ nói mạng mẽo của Sắn quá nhiều. 2-1 nghiêng về Khánh Sky. Được. Đấy, những cái câu đấy nó khiến mọi người vui, hiểu không? Cười đấy thì là ghi điểm. Mẹ bây giờ vẫn còn dùng iPhone 3 và dùng mạng 3G, bố tổ mày. Chán thật, nhìn kiểu nhìn nó có yêu kìa, nhìn như con như chó sứ sủa như thật. Được chưa? Nhìn nó có giống con chó sứ không? Được. Được rồi đấy, được rồi anh ơi. Ừ. Nhưng mà được. Để anh nói nhá. Anh em cả nước và anh em có cả anh em nước ngoài thông cảm. Tại vì là cái mạng ở bên Thái này nó không được tốt như cái mạng ở bên Việt Nam mình. Tại vì là ở bên Thái này người ta rất là kiêng kỵ cái vấn đề là lắp mạng và ấy mạng ấy. Nếu mà có thì người ta chỉ cho gói mắc là 700 bạc thôi, chứ người ta không cho gói cao hơn đâu. Đấy không thật, nó thật anh em, đấy như anh em ở bên Thái anh em biết. Giơ tay rồi nói, tranh nhau. Hôm nọ mày vẫn dùng mạng khỏe này được đấy. Rồi. Hả? Hay là hôm nay mày xem sách hết rồi. Anh nói này, hôm nay thứ nhất này, thời tiết ở bên này đang mưa rất là to. Thời tiết bên này đang mưa rất là to. Cần anh ra anh quay cho xem.
mạng nó cũng bị ảnh hưởng và kém. Còn thực tế ra đấy, anh không muốn mạng kém này đâu, anh phải đầu tư hết mức để tiếp chú Khánh chứ chú Khánh ở. Khánh nói sẵn này con già này cũng khôn nhờ, cái năm 2019 bố ở với con là mưa con còn không biết chạy trong nhà cơ, mà bây giờ con biết chạy trong nhà con khôn tiến bộ đấy. Ba một nghiêng về Khánh Sơ Khai. Đấy, mà phạm đến cả đoàn mà không ai ngờ đấy luôn. Không ai ngờ được luôn. Mày cứ sút bóng một chân cho bố mày, mày cứ chuyển bóng một chân cho mày. Bây giờ mày mưa mới chạy trong nhà rồi. Anh Sơn em bạn này, thằng Sắn này nhá, ngày xưa hồi bé nhà nó cháy nhà ấy, nó đun bếp nó kèo cái quay đời ngày xưa nó đun bếp rơm, ai mà những năm người sinh năm 8x 9x là hồi ở quê là hay đun bằng rơm đúng không, nó ngủ gật xong nó đun bằng cái bếp nó kèo kèo cái que có than nó rơm ấy, cháy mẹ nhà, cháy nhà nó lại chạy vào nó bê cối đá ra trước ấy ạ. Rồi nó vẫn liên quan đến câu chuyện muốn đề cập đến các bạn kiểu nhóm người đúng không. Rồi Khánh ơi, anh hỏi nhá, thế là cái thời anh chơi với Khánh là thời nào? Anh biết thời Khánh thì năm bao nhiêu? Cỡ chúng đánh quay ấy. Không, nhầm. Anh biết Khánh thì năm bao nhiêu? Năm mày học lớp 2, lớp 6 là ta, cấp 2, lớp 6 tao gặp mày rồi. Em ơi, lúc đấy là anh không nhớ là gia đình vẫn chưa đưa em ra. Em vẫn ở trong trại tâm thần. Gia đình cái vẫn gì? Chưa đưa em ra. Lúc tao bé tí. Anh nhớ nhá, kể cả là em có sinh năm 92 chăng nữa, hơn tuổi anh. Nhưng anh nhớ là lúc đấy bố mẹ chưa cho em ra, tại vì căn bệnh của em vẫn chưa dứt điểm, vẫn là trong trại tâm thần. Này, con nói thằng Sắn này. Châu Quỳ, Hưng Yên. Châu Quỳ, Hưng Yên. Không phải. Anh Sơn, Châu Quỳ hay là Quái Châu nhỉ? Châu Quỳ, Hưng Yên. Châu Quỳ hay Quái Châu để anh nhớ không nhầm. Là cái trại trại tâm thần ở Gà Giáp ra Lâm Hà Nội ấy. Anh nhớ không nhầm, Châu Quỳ. Châu Quỳ nào Hưng Yên? Anh Sơn, Châu Quỳ, Hưng Yên. Anh nhớ không nhầm là nó ở Giáp ra Lâm Hà Nội. Phạt Ben. Châu Quỳ đúng rồi. Anh nhớ không nhầm. Thì em bảo là em chơi với anh từ hồi lớp 2 là chơi kiểu gì ở Khánh? Phạt Ben, Châu Quỳ nào Hưng Yên? Anh đang bảo Châu Quỳ Gia Lâm, gần Hưng Yên. Thế Sắn này, mày không hâm mà ngày nào mày cũng đi Gia Lâm à? Hả? Mày không hâm mà ngày nào mày đi dâm, mày không dở ngày nào mày đi ăn phở. Mày điên ngày nào mày đi công viên. Hả? Không, nhưng mà theo... Thứ nhất này, cái điểm trước ấy, là anh vẫn cho Khánh tiếp. Một cái điểm nữa là anh cho Khánh 2 điểm luôn. Em hiểu vấn đề, anh cho là trước 2 điểm là em nói là ngày xưa anh chơi với anh mưa không chạy, nhưng em phải nói Khánh nói rồi nhiều. Khánh nói mày nghĩ gì bây giờ, người đời người ta dèm pha mày là cái thằng thứ nhất là Sẵn ngáo đá này, Sẵn ngáo ngơ này, rồi là Sẵn học viên cai nghiện này, rồi này có một sự thật Tôn Ngộ Không và Sẵn Ba Số đều sinh ra từ đá là sao? Đá. Rồi anh Sẵn nói tại sao Tề Thiên Đại Thánh người ta được phong là thánh, tại sao Tề Thiên Đại Thánh người ta được phong là thánh ở Khánh mà một thằng như mày nó Khánh nó phong là một con nợ, một con hận. À, em 2-3 nghiêng về Sắn Ba Số. Không được cười, anh không được cười. Đây, đây nếu mà em cứ cười như vậy là hành động đấy là một là căn bệnh của em lại tái phát rồi đấy. Anh mắng em là đấy mới là ghi điểm. Nhá, em không được cười. Nó không cay rồi anh ạ, nó cứ động đến hỏi. Anh thấy câu đấy ghi điểm chuẩn đấy. Cái đoàn hợi này là cái đoàn mà lần nào cũng tính điểm là sao? Nó một lần đấy chứ. Đâu? Cái gì? Không. Nó chỉ tính trong buổi hôm nay thôi, em hiểu không? Xong mai, xong tí nữa mà nhại lại nữa là không tính, kiểu thế. Đúng rồi. Đó gì? Đau đấy. Bí văn phết đấy. Thánh gióng mà khi ra trận là phải ăn hết hai nồi cơm thôi mà. Khai thác chủ đề đấy luôn, em ơi. Đúng rồi, trọng tài đã gợi ý về Trần Thanh nhau rồi. Nhưng tao bảo hát rồi. Mày nhá, mày sống nào mà khi mà mày đi cai nghiện về xong mày lại chơi lại? Không nghe đi lại chưa? Không. Vấn đề đấy. Anh cái việc này là rất quan trọng. Rồi, quan trọng thì anh trả lời nhá. Anh trả lời là không được đau, không được cười. Nhá, không được cười. Lý do đấy. Lý do tại sao anh đi cai về mà anh vẫn chơi lại? Thì anh lại hỏi ngược lại em. Tại sao em biết hại như thế mà em vẫn chơi? Biết cái này. Gì? Tao chơi gì? Tại sao em biết nó là hại như thế? Anh phải đi cai nhiều lần mà em vừa em vẫn rút đầu em chơi. Nhưng mà tao chỉ nói này, thằng Sắn này, em chỉ nói anh Sơn với mọi người này, đá rất là dễ cai, bởi vì là Sắn nó đã đi cai, từng đi cai cả nghìn lần rồi. Ôi, chủ đề nghiện nó ảnh hưởng đến giới trẻ rất nhiều, mình chuyển chủ đề khác đi. Không, mình đang nghe, mình đang đe giới trẻ mà anh. Ôi, anh nói luôn này, anh có ý kiến này, anh không được nói vấn đề em Thúy nữa. Em Thúy này nó nhạy cảm,
và đúng có thể không? là bị sai và có Đúng thể rồi. ảnh hưởng đến giới trẻ. Sư nói rất là đúng, Đúng đây rồi. là một người trọng tài không phân minh như thế nào đâu, đang nghiêng về Khánh đấy. Tao thì hỏi mày này, cái cách sống mày đã bây giờ kiểm tra tư cách mày nhá. Kiểu đấy. Rồi Khánh nói. Đúng này, mày sống thế nào đến con chó cuối cùng nó bỏ mày đi. Đến tầm như anh Tiến là người thương mày như thương cây bằng non mà đến bây giờ kéo chấp nhận mày. Tao nói mày cách sống của mày đến ông Bụt mà sống lại cũng chửi mà sẵn. Rồi anh Dân nói. Khánh à, sao em lại bảo anh Tiến là con chó? Không, tao bảo là mày sống nào mà con ừ, chó. Em. Vừa em nói là con chó cuối cùng bỏ mày đi. Em không được bảo anh của anh là con chó. Nói như thế là em náo nhá. Mặc dù là ngày xưa anh đã từng quăng cơm cho em ăn. Em hiểu không? Em đã từng ở dưới nhà anh Tiến và anh Tiến quăng cơm cho em ăn. Em hiểu vấn đề chưa? Không được gọi anh là con chó. Như vậy là em hư. Như thế người ta gọi là tủ. Quăng cơm cái bố mày đi kéo view chưa giả bố mày nương đâu đấy. Tao ấy nổi tiếng trước ông Tiến nhá, Tiến phải thuê tao kéo view nha, mua tao một cái xe UEFA và một bộ loa nha, còn chưa trả tao 30 triệu tiền lương tháng mới đâu. Có tao nói này, mày nói đây cho mày nói. Hôm nay nó cực kỳ. Cái vấn đề em với anh Tiến giữa hai người có hợp đồng với nhau trong cái vấn đề kéo view và trả lương nhau, anh không được biết, đúng không em? Anh có được biết không ạ? Anh không được biết. Và khi ở trại ra, anh chỉ chứng kiến là em ở dưới nhà cầu đen. Đúng chưa? 37. À đâu, cái gì cầu đen đấy? Câu chuyện này không ghi bàn đâu. Mày người mày dắt bóng đâu. Đâu mày cơm ở đấy anh Tiến quăng cơm cho mày ăn. Ném cho mày từng miếng cơm một. Mà bây giờ mày lại bỏ anh có. Thế mày tự đấy ấy mày bôi mặt này. Câu chuyện này lớn này. Rồi, Khánh nói. Mày toàn dắt bóng ra sân này, mày sút xa làm sao vào được? Bố mày cho mày phát nữa này, nhiên này. Sáng nay mày sống thế nào nhá? Mà khi mày đi tù, hàng xóm nhận được tin mày đi tù thì người ta đốt pháo ăn mừng. Khi mày ra tù hàng xóm không bao dám nuôi chó, mèo, lợn, gà, thậm chí là máy thậm chí là máy bơm nước, người ta bơm xong người ta phải cất vào trong nhà, đéo bao dám để ngoài sân. Là sao? Rồi, anh Dân nói. Anh lại đáp lại cho chú Khánh nghe này, dân trí ở chỗ quê anh là người ta cao em ạ. Nó không như là ba cái chỗ em đang ở đâu, anh nói thẳng căng như thế không phải chê bai đâu. Này, máy bơm nước này lúc nào người ta cũng để giếng, chứ người ta không để dân. Nhá, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, này, ở chỗ anh người ta không cho đốt pháo là đi tù, là vi phạm pháp luật em nhớ. Khi anh đi, này, pháo bổ tiền, pháo bổ tiền, để anh sẵn nói nốt á. Em nói là nhảy vào mồm chính em ấy là thằng hay nhảy vào mồm anh. Rồi Khánh nói đi. Này, người ta đốt pháo bộ quốc phòng vẫn thoải mái mà, còn bố nói thằng sắn này, mày bảo tao là lợn đúng không? Còn mày thì là sắn đấy, lợn ăn sắn hay là sắn ăn lợn hả? Bố mày ăn sắn. Trần bóng đấy, trần bóng ghi bàn phát đấy đấy. Mày chê tao là hợi đúng không, là lợn đúng không? Nhưng mà lợn nó ăn được sắn, như sắn không ăn được lợn. Và bố mày ăn mày xong bố ý tức, hiểu chưa? Biến thành tức đấy, sắn ạ. Thế anh sắn. Anh chấp nhận cái bàn ghi bàn lúc vừa ấy là ok. Nhưng lý do tại sao con lợn với con trâu mà con lợn lại bị thịt trước? Không. Mẹ sống lâu hơn. Vấn đề không 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 ấy. Nó chả có cái gì mà bàn này có gì thú vị ở đây cả. Sao có gì? Câu khác. Nghe anh nói này. Nghe anh nói này. Rồi. Các cụ người ta nói không có sai, có làm thì mới có ăn. Cần cù bù siêng năng. Con trâu nó phải thức khuya dậy sớm. Đi cày. Ơ. Rồi, Khánh nói đi. Cụ nào? Cụ uốn nào không à? Rồi, anh dặn nói đi. Anh không nghe gì anh Huấn hay anh không nghe một ai, nhưng mà đúng thật là cần cù bù siêng năng. Tại sao con trâu nó đi cày suốt ngày như thế và phải đầy nắng đầy gió, thậm chí này chỉ được ăn cỏ thôi, ok, mà con lợn ăn ngon, ăn cá ngon luôn, đớp xong ngủ. Lợn ấy, lợn đớp xong ngủ, càng ngủ nhiều càng đớp nhiều thì chủ càng thích nhất lợn nhá. Lý do lợn tăng cân là chủ mang thịt nhá. Lợn càng béo càng ngủ nhiều càng ăn nhiều thì là chủ càng thích, được giá là bán luôn. Thế thì liên quan gì đến thế thì có bị ấy đâu mà mày cứ bị liên mang câu chuyện đấy nhỉ? Thế chó bị thịt, chó bị thịt, con gì trả thịt? Tao lại không liên quan. Em ơi, anh đang nói câu chuyện tí ở đây đấy. Tại sao là không liên quan đấy? Tôi im mẹ mồm, mày muốn nói. Ơi. Em cuối lý rồi. Ngoài. Không được khóc. Không được khóc.
nó nặng đề rồi. Rồi, ok, chuyển chủ đề khác luôn. Tông Tử Tóc. Rồi, Khánh nói. Tấn này, năm nay con bao nhiêu tuổi nhỉ? Bố à? Ừ, bố. Tuổi của bố thì mày cũng biết rồi, nay mai bố có chết thì mày cũng phải xem giờ, xem giấc, còn làm lễ chứ, con làm sao đấy mày? Nay mai biết. Nay mai bố mà con ta đi thì con phải biết được tuổi của bố này, bấm tuổi biết để thầy bói người ta còn này này liệm. Thế bây giờ, mà con cứ Buddha mãi này, con 30, hơn 30 tuổi đầu con cứ Buddha này, thế xong là sau con nó cũng Buddha thì con dạy nó sao? Ví dụ Buddha là cái gì? Buddha là cái gì hả con? Con dạy nó sao cái trong khi là con chơi thì con dạy được ai? Xong hai thằng ngáo ngựa để chém nhau trong nhà. Nhất này, anh có chơi bài chăng nữa thì con anh cũng được đào tạo dạy dỗ theo cái nền giáo dục tốt nhất của Hải Phòng này. Đấy này, có thằng tăng. Con mày yeah. Rồi không lôi gia đình vào. Chuyển chủ đề. Đấy là bị trừ điểm rồi đấy. Cánh nói nó đi xong chuyển. Đấy là bị trừ điểm rồi đấy. Này. Thế là bố đây. Mày nghiện nhưng mà mày vẫn dành phần tiết kiệm để cho mày con mày đi học ở Harvard à hay ở đâu mà gớm đấy. Rồi ok rồi luôn. Chuyển chủ đề khác. Thứ nhất này. Thường này em vẫn cố tình lôi con anh vào ấy. Thì anh nói luôn với Khánh này. Nói luôn với Khánh nhá. Nếu mà em là một người cưng có hiếu thì em không phải để mẹ em vất vả như bây giờ. Này, mày biết mẹ nói đâu? Luôn. Mày tao nói luôn này. Mày không để anh Thái đến tận nhà, mẹ phải con tay xin lỗi. Biết chưa? Nếu mày được coi có hiếu, còn bản thân tao ấy, tao nói luôn này, tao đố một thằng nào đến nhà tao như vậy đấy, kể cả nó ông trời. Tấn cái tao này, này. Tao mày tại nhà luôn. Yêu cầu gọi Thái Cây vào đây đối chất, yêu cầu gọi Thái Cây. Thân cái gì đây? Tấn cái video rồi. Video con đây. Không cần video, mày biết này, lúc cái bố mày đang, lúc cái bố mày đang ở nơi khác thì thằng Thái mày đúng đến. Là lợn em ạ, à. Mày đúng là lợn. Người ta đã bảo ngay, rồi, đấu rồi. Khánh nói nốt nào, Khánh nói nốt. Anh Sơn hiểu chưa? Em hàng ngày em đấy em vẫn ở trên Bắc Linh thì thằng Thái Calvin nó nẹn vào nhà, nó lẹn về về nhà em, nó quay video một lúc xong rồi nhà với tao không phải nhà cho thằng Thái chết. Thằng Thái với thằng Huấn, anh Huấn đập cái bát ở mặt của Trần Giản Giản làm gì? Mẹ. Anh nói với Khánh nha này. Này. Nhất. Trước khi trận đấu. Sao mày cứ giơ tay liên tục làm gì? Này. Anh đang nói mày vừa mày bỏ anh ấy nhảy vào mồm mày. Bây giờ tao nhảy vào mồm tao nào? Nghe này. Nghe. Anh Sơn cho em nói. Sắn ấy, nó đánh du kích, nó nên nó đéo bao trước. Thì hôm tao ở nhà nha, có nào nó xâm phạm ra hướng là phát cho bố xít luôn. Đâu rồi, ok, chuyển chủ đề, không nói gia đình nữa. Sắn ngáo yep. Rồi đấy. Ôi, Sắn này, anh bảo này, đầu mày đang bị rối, mày tốt nhất làm hai khói đậm nữa, bơm tiếp vào, đoánh cho chắc. À, làm hai khói đậm. Này. Sắn này cay. Biến thái rồi đó. Thái có nhanh, nhớ. Anh chỉ uống rượu Tây và gái đẹp thôi, Dương biến thái này. Anh không dạy gì anh thưởng thức ba cái món như ở Việt Nam nữa rồi nhá. Nhìn con người anh này em biết thế thôi nhanh. Trước khi trận đấu nhá, anh tôi nói luôn với mọi người đang xem livestream này, tôi nói luôn rồi, trước khi trận đấu vào tôi nói thẳng rồi, không động đến bố mẹ gia đình, không động các con. Nhưng mà đây em Khánh, em ơi, em vẫn vi phạm nội quy nhưng anh vẫn tính điểm cho em nhá. Đúng ra trong cuộc chơi đấy là phải trừ điểm, ok? May mà vừa bảo là em không hôn đâu. Này, em có môn người ta đâu, em còn dạy, anh chấp em một điểm nữa. Mày okay. Nghe này, mày nghe này, tao gọi anh Sơn là anh là đại ca, chứ mà mày tự nhiên mày bảo là trọng tài là cha là mẹ, thì mày gọi anh Sơn là bố đi, bố mày đấy. Đấy à, tức là bố em, mày gọi anh bố. Anh Sơn này, có đúng không? Anh mới nhận thằng con nuôi sẵn ba xuống à? Có phải thằng bố em vẫn phải gọi anh bằng bố đúng không? Tại vì nếu mà anh là trọng tài, nếu anh cứ là trọng tài thì là bố em phải gọi em bằng bố, đúng không? Ơ? Rồi Khánh nói đi. Em từ trước nay vào cuộc chơi này em chỉ có nhận anh Sơn là đại ca thôi. Nhưng mà Sắn nó luôn mồm nó là trọng tài cha mẹ. Tức là khi mà anh Sơn tính điểm cho nó, tính thiên vị cho nó là nó lại bảo là trọng tài là cha là mẹ là phải tính điểm cho nó. Thế bây giờ ấy, mày coi anh Sơn là bố mày là mẹ mày thì mày nhận bố luôn, mày quỳ xuống mày nhận bố đi. Cuộc thi đang rất là căng thẳng, đề nghị khán giả comment ít thôi. Tại sao người ta bảo là hơn nhau ở cái đầu, tại sao người ta bảo là quan có học đấy em ạ? Đầu mà chơi đá. Thế em ơi, em được bố mẹ cho ăn cho học là để em đi làm giống cướp vậy, để làm thằng giặc à? Nếu mày chưa học nghĩa bóng bao giờ nhỉ? Mày đã bao giờ mày được học nghĩa đen nghĩa bóng chưa? Mày biết học cái đấy ở bộ môn nào không? Hả? Hay, được. Hả? Đây là đúng câu này được, không nào? Câu này được tính điểm hay này. Mày không hiểu nghĩa đen nghĩa bóng à? Thấm, nói câu thấm ấy. Câu gì mà tính điểm? Câu gì? Nghĩa đen nghĩa bóng.
mà mày có được đi học chưa? Ở đấy là bộ môn nào? Rồi Khánh nói đi. Này, thế giới đang nợ sẵn một quả bóng cười. Thôi. Phân tích, phân tích là chuẩn đấy. Ba cái văn của Khánh ấy, anh thật này, anh nói thẳng căng luôn, anh rất là vui khi được nói chuyện với em và Sơn. Còn anh nói thật này, ba cái văn của em ấy chỉ nói chuyện cu đăng nhà anh thôi. Còn nếu mà đối diện mặt anh ấy, đối diện trước mặt anh ấy, này, càng đấy. Đối diện trước mặt anh ấy, anh cũng rất là quý mày. Nhưng mày nói mấy giọng điệu lúc vừa trước mặt anh ấy, thì anh thề mày, kể cả là có chiến sĩ công an, có ông giời đứng bên cạnh mày, anh nói thật. Bây giờ tao nói thật ra thôi, câu chuyện nó đến đây thôi, không đi quá, không được đi quá. Mấy không ngồi từ mấy bàn thôi, mấy bàn thôi. Ba bốn. Tao em được 5 rồi mà. Ừ, rồi, ok là 4 thôi. Okay. Em nói. Em nói đi. Sẵn này, mày nói chuyện với tao thì mày chọn pha được. Chứ mà đây là ngồi đây là đại ca tao, nhá. Bố mày nhảy pha rồi. Mắt chơi đá rồi, nhìn mắt thằng chơi đá nó thâm rồi. Ông đây. Anh nói Khánh này, cuộc đời anh nhá, anh yêu rất là nhiều phụ nữ rồi. Nhưng mà khi anh bị vợ bỏ đấy, không bao giờ dám nói em một câu nào, không bao giờ dám đăng clip lên mạng hay nói chồng thế này thế kia, em hiểu không? Chưa bao giờ dám láo với anh, láo với anh cả nhà luôn. Thế nào nữa? Đúng chưa? Đúng. Thế tại sao em bỏ vợ em đẻ nó đăng clip lên mạng làm gì? Nó đăng bao giờ mày tìm clip cho bố mày xem nào. Cái chứ, anh mày không tìm được clip thì mày làm sao? Bình tĩnh. Mày tìm cho bố, nếu không clip là thằng này tự rút phạt ở nhà đấy nhá. Ơ, đây là cuộc chơi mà. Không tìm được clip thì làm sao? Thì là anh thua một điểm thì làm sao? Mày hỏi thế, không hỏi. Ừ. Em hỏi cho trẻ con nó nghe. Ok, mày tìm đi. Thế rồi, Khánh có vẻ hơi căng thẳng nhỉ? Khánh ơi. Căng cái gì? Mình muốn dẫn điểm mà no cái gì anh? Ừ, thì tỷ số đang là 4-3 mà. Nó cứ phải tiêm khói đạn liên tục. Mà trước khi thi đấu là phải kiểm tra doping. Nó có doping trong người, mẹ nó sẽ thi đấu hay hơn. Không, anh thấy làm 2 bát cơm thôi. Chứ không thấy chơi đồ gì cả. Trận đấu đang căng đấy cả nhà, đang căng thẳng. Rồi mức độ hơi nghiêm trọng. Mùi cò quá. Mày nhanh mày làm đi, cho bố mày xách quần mày. Thằng này, mày nhanh nhanh cho bố mày xách quần gái, mày làm bố mày bành cả nơi đâu đấy. Năm ba nghiêng về cánh chân gai. Được, câu đấy là phải. Đúng rồi, hơi chậm chạp đấy. Em ơi, anh nói như thế là ăn đấy. Anh ơi, anh xin phép anh nói nha Khánh nha. Anh ơi, lý do tại sao em phải chui rúc sống như một con cẩu trước cộng đồng mạng mà không bao giờ em dám công khai livestream ở một địa điểm nào đó, mà em chỉ dám ngồi trước một bức tường em livestream, hoặc là em chỉ có dám quay video như quay video chửi chú Dũng ở sân vận động Mỹ Đình, xong rồi em về nhà 4 tháng sau em mới đăng. Này, lý do nghe tại sao em phải sống như vậy? Mày em nghe sống như vậy em rất nhục à? Mày nghe này, mày biết thời gian vừa rồi bố mày sống Hà Nội 4 tháng cuối năm không? Lúc nào ngồi chợ Long Biên không? Mày biết cả năm nay không ai thằng bố mày sống ở Bắc Linh có làm quán làm xá đồng hoàng thằng làm đấy không? Anh có công nhận là Khánh có làm một cái quán ở Bắc Linh không? Em xem mà xem. Có nào em ơi, anh xin anh nói này, anh Tuyền có coi em là một thằng em không? Tao đúc coi Tuyền là anh đấy. Đấy là cái loại ăn cháo đấy mà. Anh nói tạo dựng công việc cho làm ăn, em lại bảo này, em lại nói Tuyền như thế. Anh Tuyền là một người anh cực kỳ tuyệt vời luôn đấy em ạ. Câu chuyện cả. Em nói thế là sai rồi. Này, tao cũng đau chưa? Anh Tuyền anh tuyệt vời luôn như vậy mà em lại mắng anh như vậy. Mày biết gì về thằng Tuyền mà mày bảo tuyệt vời? Thế anh thua. Còn nghe thằng Sán nào? Anh quá tuyệt vời. Anh nuôi em, anh tạo công ăn việc làm cho em. Để bố mày kể nhà, kể thật sự này, em xin cho nói. Năm 2016, Khánh chửi Dương Tuyền đang đình đám trên mạng. Tao nhìn thấy trên mạng tao thấy tao thích, tao đến. Tao làm trong ý, nhưng mà tao nói thẳng là em làm không đến nước, em chỉ chơi với anh và anh cho em quay clip cho vui thôi. Thế cuối cùng là đấy mình quay clip mình có đóng hay cả, hắn còn tìm cách là đéo cho mình đóng nữa. Thế thì anh cái con à. Nhưng mà anh nghĩ là tại anh biết lý do tại sao em ghét anh Tuyền rồi. Tại vì anh Tuyền anh là biệt hiệu là Tuyền nợ quay. Anh chỉ thích tin nợ thôi. Em sợ là đúng. Em không nhận một con em phải sợ anh là. Bốn năm nghiêng về sẵn ba số thì cầu sống nữa thì là ui, đúng dắt Khánh một vòng luôn à. Mình bảo quái tự nhiên lại mang anh Tuyền vào làm gì, ý rằng là để mặn ghi bàn thầm đấy thầm. Nhưng mà sẵn này tiếp tục
Ơi, anh đây, anh đây, anh đây. Bố bạn này, cái này ơi. là phòng bố con mình gặp nhau ấy, có nhá, đúng không? Có gặp nhau rồi, ok, có gặp nhau rồi, đặt mấy cái nghiện về, có gặp nhau rồi. Anh với Khánh nhá, chưa một lần gặp nhau ngoài đời. Tao gặp mày rồi. Anh khẳng định một câu là chưa một lần anh gặp đời gặp Khánh ngoài đời. Tao gặp mày một lần rồi. Chưa một lần anh được gặp Khánh ngoài đời, nếu mà gặp thì anh em đã có ảnh. Đấy là nếu thật. Nếu trên đời này để Khánh Sky gặp sẵn ba số thì Khánh Sky sẽ như thế nào? Thằng này thì bây giờ mà gặp nó thì chắc là nó cũng chỉ ôm hôn thắm thiết mình thôi, chứ nó cứ nói mồm như nó dám xiên mình đâu. Còn ấy, mình mà đánh nó thì khác gì người đánh súc vật anh. Thôi, nếu mà để sẵn ba số gặp Khánh thì sẵn sẽ như thế nào? Ừ, anh nhá, thực tế ra này, trên mạng anh chỉ thế thôi. Chứ ngoài đời nhá, nếu mà anh gặp Khánh nhá, anh thương Khánh như một con cún luôn. Này, anh thương như một con cún luôn. Rút ve và vỗ về luôn. Rồi, ừ, thật. Anh rất là thương Khánh, nhưng mà trên mạng Khánh hơi quá đà với ai anh không biết, nhưng mà Khánh mà quá đà với anh ấy, anh càng thương Khánh hơn. Thật, anh thương bằng cả tấm lòng luôn. Tại vì là xã hội này, tại sao người ta không chữa cho Khánh dứt điểm bận đi mà cứ để em nó như vậy, đúng không ạ? Rồi, để Khánh nói, đúng không? Anh rất là thương Khánh, anh thương Khánh thật sự luôn. Mày nói có lẽ tao lại ngủi lòng tao, đúng người nghiện nó tình cảm thật anh ạ. Cái đấy là rõ ràng, đấy là rõ ràng. Người nghiện nó giống tình cảm mà anh ạ. Nói hay thật. Nhưng mà nói hay. Người nghiện đúng, anh xin phép một phút là người nghiện sống với tình cảm. Và những anh em đang xem này, xin mời đây, xin lỗi anh em, có những anh em cũng đang cho ba anh em quả follow anh em ơi. Có những anh em cũng cảnh như tôi ngày xưa, chơi bời cuốn và đi vay tiền hết chỗ nọ chỗ kia, nói thẳng như thế. Thì bây giờ tôi đã tìm ra một phương thức, anh em vào trang cá nhân TikTok của tôi, ấn vào phần tiểu sử, vào nhóm kẽ này hả. Tôi hứa với anh em sau buổi live stream này nhá, thằng sẵn ba số này mà không lọc cho anh em ấy, từ 50 đến 100 ấy. Thực ra câu người nghiện này nó bù lại là thương như một con cún, nên anh không ghi bàn cho hai anh. Sao em cũng không cần ghi bàn cái bàn đấy, nhưng mà sẵn này, tao nghe nói là như thằng chơi đá là mồm thối lắm à. Này sẵn này, có mày khi mày lại tung bóng cho sẵn đá đấy, mày cứ bình tĩnh. Sẵn này, mày có đánh răng một ngày 10 lần nhưng mà đã chơi đá rồi đấy, răng có đánh thì mồm vẫn thối như bẻ phốt. Anh có thật này, chẳng anh gì đấy là đồ bây giờ thôi, à đấy là đồ ngày xưa thôi, còn đồ bây giờ em chơi thoải mái em ạ. Không ấy, đấy là, em chơi từ tối đến giờ, em chơi từ tối đến giờ, em ngửi lại mồm em xem mồm em đã thối chưa. Rồi Khánh nói là, tao bảo anh Tiến ấy, lúc tao xuống anh Tiến là không gặp mày, vì lúc mày đang ở trong biên chế của Juventus. Thì anh Tiến có kể với tao câu chuyện là con lợn sắn này nó cơm mấy cái đồ lẫn lộn nhau là như này này. Anh đói anh bảo nó đi mua hộp cơm hộp, nó lại mang về hộp năm. Là sao? Rồi, anh trả lời sao? Cơm mới cứt là mày nghe, chưa nghe rõ đâu, anh chưa nghe rõ đâu. Tức là ngày xưa mày ở với ông Tiến thì đồ với cơm là mày cứ coi là cơm với cứt Ấn Độ là bát túy nó là cứt mà. Thế thì anh Tiến bảo là đói thì bảo mày đi mua cơm hộp, thế mày mang về hộp. Em lấy minh chứng đi, ok xong anh ạ, à, anh hiểu câu chuyện rồi. Anh hiểu câu chuyện rồi, em lấy minh chứng đi. Lấy minh chứng đi, lấy video làm minh chứng đi, ok. Video thì mày mà vừa mày bảo là cái video mà vợ tao nói tao đâu, vợ cũ tao nói. Em ơi, có ghi điểm đâu, video đấy. Ờ thì câu này không được ghi điểm. Không ghi điểm nên là anh Sắn chỉ việc đối đáp thôi. Này phải phá đám à? À. Ơ em ơi, nếu có sập này anh thôi Khánh ạ. Ý là anh cho em xem là anh Tuyền anh đang quay lợn. Ngon. Ngon. Bố mẹ, bố mẹ anh cho em xem video lợn ăn sắn nhá, lợn ăn sắn nhá. Cay rồi, cay rồi. Cay rồi, cay rồi. Cay rồi, quả này đi chị. Cay thế này. Nói chung là không được tính điểm đâu, bởi vì lúc nãy đang được tính rồi. Đúng. Ừ. Nhưng mà chỉ khiến đối thủ cay thêm thôi. Anh Tuấn à, tốt nhá, em xuất thủ lợn nhá. Sau một thời gian tôi đã bắt sau này, giờ tôi sẽ tiến hành cho heo ăn.
Rồi, mọi người cũng thấy rồi không? Cũng thấy rồi. Tỷ số bây giờ đang là 4-5 rồi. Ừ, anh bảo Khánh nhá. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa hai họ hai bên và kính thưa ban giám khảo trong trường quay, anh hỏi Khánh là sắn đấy là sắn gì? Sắn người ta cho là anh là sắn gì? Ý mày là sắn vào số đúng không? Không, anh hỏi là sắn đấy là sắn gì, người ta cho là sắn gì? Em có biết không? Sắn đấy là sắn cây. Anh em đang, cây này. Đang thi đấu với nhau, ông Sơn không cho ai vào ngoài em là thằng sắn thôi ạ. Sắn đấy là sắn gì? Sắn đấy sắn cây là gì? Sắn nào chẳng phải có cây hả em? Đầu óc em vẫn chưa thông được như. Anh đã bảo rồi, người ta hơn nhau ở cái đầu đấy em ạ. Nên con gì? Sắn đây là sắn gì? Sắn nó có nhiều loại sắn. Sắn dây này, sắn củ này, và sắn mì này. Có ba loại sắn. Người ta cho là ăn bằng sắn gì hả em? Mày sắn tầm em đứa ơi. À? Em ơi, được hay không ấy là câu này. Sắn tầm đứa à? Anh cho em gõ đi. Cho em vỗ, cho em thoải mái luôn, chết luôn. Cắt mẹ, câu này có đéo ghi bàn đâu. Không cắt được ơ. Đây này. Mày tự chứng minh được chứ mày hỏi bố mày làm gì? Trong bí bách luôn nhỉ. Này, mày còn bí bách luôn. Này, mày còn chẳng trả lời được. Mày đã trả lời được, mày hỏi bố mày làm gì? Em à, em nhận thua đi anh trả lời. À không, có những câu hỏi. Điểm. Mày nghe này, có những câu hỏi mà chính cái thằng hỏi mà đéo có câu trả lời. Nhận thua đi anh trả lời. Bố mày không hỏi câu này nhá. Bởi vì bố mày khẳng định này. Anh đang hỏi em. Rồi, Khánh nói đi. Tao nói sẵn này, có anh câu hỏi mà chính thằng hỏi mà đéo có trả lời. Bố hỏi mày câu này. 1 cộng 3 trừ 4 nhân 5 nhân 6 cộng... Đóng ngoặc. Trừ 2 cộng 3 nhân 4 nhân 8 mày trả lời đi. Bằng bao nhiêu? Chết, tao chịu chết. Nhưng anh bố chịu chết. Bố mày trả lời thì mày chả chịu chết. Đến bố này. Bố mày đang hỏi mày trước. Mày ngu lắm. Học rồi. Anh đang hỏi mày trước. Anh đang ra đón trước. Đón đi. Mày trả lời đi. Nghĩa là câu trả lời của Khánh là không biết. Ừ. Nếu mà tao nói đi. Này, sắn nó có ba loại sắn. Sắn cao sản là sắn cho lợn ăn, là người ta có thể cho lợn ăn. Còn sắn mì là người ta để chế biến cái sợi mì cho mày ăn ấy. Sắn dây là người ta có thể làm miến hoặc người ta làm bột để làm gì ạ? Để uống cho nó mát, thanh lọc cơ thể. Mày hiểu chưa? Này, cái câu này phải gọi vào tư vấn, đánh ngay cái chương trình này phải cho thêm cái gọi là sự trợ giúp của người thân. Câu này tao phải gọi. Không... Này. À. Trọng tài tự trách ba luôn. Trọng tài tự trách. Anh nói đi. Anh nói đi. Im. Anh cho này lần sau tổ chức là phải cho thêm một cái sự lựa chọn người thân. Câu này là phải em phải gọi cho chuyên gia thực trường con nó mới biết được. Đúng rồi. Bởi vì anh không thấy nó gây sát thương gì cả. Ừ. Nhất này. John Wick Nam Định MasterChef trường con. Thứ nhất này anh nói này. Thôi. Anh nghĩ là bộ nói chuyện không đủ bình tĩnh để tiếp để anh nói. Anh xin phép hôm nay để anh nói xong lắm. Cuộc nói chuyện hôm nay em không đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh tiếp. Lý do tại vì là em đừng cắn sàng cắn bậy, đừng lôi anh Trường hay là anh Tuyền. Anh nói luôn này, các anh không ở cuộc chơi của anh em Khánh nhá. Trong cuộc chơi này chỉ có anh với mày thôi, ngoài ra không có người khác. Cứ đúng hai mà. Thằng cầm tay của nhau thôi, thằng nào chết trước cái chết. Đúng, em hiểu vấn đề chưa? Không được cắn sàng cắn bậy, không được lôi người ta vào. Nhưng mà mày là thằng gì? Mày tự lôi ông Tuyền vào, tao lôi thằng Tuyền vào đâu? Rồi, anh lôi ông Tuyền mà anh sai. Nhưng anh có gọi là thằng Tuyền không? Hay gọi là thằng Trường Nam Định không? Các anh là anh. Ok, thế thì hôm nay anh không tiếp chuyện với em nữa tại là em không giữ đủ bình tĩnh. Mày thua rồi, mày thua rồi. Thua. Anh chưa thua, nhưng xin phép trọng tài này. Bao giờ đối phương giữ nổi bình tĩnh, không cắn cụt, không cắn bại. Đi. Tiếp tục thi đấu với đối phương. Rồi, Khánh bình tĩnh rồi. Rồi, ok. Bình tĩnh rồi này. Tôi đã ra một đoạn nữa này. Sẵn này. Ông đi tù trước, ra tù trước. Nhá, Long Phú Quốc đi tù sau, ra tù sau. Mà giờ Long nó có tiền tỷ rồi. Mà mày ấy, mày nhìn lại trong đời mày ấy, vẫn còn trên răng với bình xăng. Đang lang thang đi nuôi nợn ở bên Thái. Nếu mà nói một câu này, trên răng với xăng mà nó đúng hơn ấy, là trên răng với dài. Mà nó nói một câu đó là sắn khắc khô. Là mày chỉ khắc khô, chả có cái đéo cả. Mày có tiền không? Mày có tiền không? Ôi, anh xin phép nói nhá, anh đã nói rồi. Đừng nhắc cái người thứ ba vào đây. Còn anh nói luôn này, anh không phải chứng minh tài sản của anh với một ai trên mạng xã hội cả. Này, có thích chứng minh gì? Thích chứng minh gì? Anh đẩy thẳng nói nốt ra. Này, 150k hôm nọ vẫn chưa thấy chuyện đấy ạ. Đi con mày. Cái đó 7 lô. 7 lô,
mỗi lô người ta giảm 1.3 tỷ, anh chưa bán Khánh ạ. À, nhá, còn tiền tài khoản thì anh sâu luôn cho Khánh xem này, kể cả sập lịch anh sâu luôn tiền tài khoản của anh cho Khánh xem nhá, có cần xem không? Thôi này, mày hôm nọ mày làm biểu bảo, mày làm biểu bảo lên tầm 5 tỷ có mà, còn về biểu bảo dễ nhiều rồi đâu. Không thằng nào làm được, thằng nào ở cái mạng xã hội này đang xem livestream làm được, làm một tao một cái biểu bảo tao cho 1 triệu này. Biểu bảo làm quá dễ, bố mày nhận, bố mày này, bố mày đã có, mày làm được cho anh không? Em đã từng có 10 ngày kinh nghiệm khất thực online, em biết có những thằng nó chuyển 5 tỷ 6 rồi, nó chuyển 1 tỷ 6 rồi. Có đồng mẹ đâu, biểu ảo không, biểu ảo thì làm được, biểu ảo thì làm được. Thằng Sắn này nó... Còn bây giờ mà anh Sắn vào số tài khoản xong đăng nhập đàng hoàng mà nó hiển thị số dư thì không làm được. Đúng. Nhưng anh Sắn là định sâu như thế à hay như thế nào? Anh chụp luôn màn hình điện thoại, số tài khoản và hiện tại giờ này, bây giờ đây không một giờ không ai cho em xem. Sắn ơi, sau khi sập like, mày quay video màn hình lại, mày gửi cho tao, nick tao nick Mỹ không sập được, mày gửi tao cho mày xem, mày quay màn hình lại, mày gửi tao cho mày xem, nick mày sập ngay, mày lại trốn. Tao lại sập. Nick của mày là cái nick ôi sập hết. Được, anh Sắn chụp đi, xong gửi thăng Khánh, bây giờ là 1:03. Mày chụp luôn đi. Bố mày. Gửi thăng tin nhắn cho thằng Khánh. Bỏ bỏ cho em nhá, em nhá. Được. Mày sâu là sập, vì nick mày đẻo, nick tao với nick ông nội này. Đúng rồi. Kênh bố kênh nhớ sập cái là không biết phân thua thắng bại sao cả. Bố mày giật không? Anh không gửi, anh gửi. Anh xin phép, anh không gửi nữa, không gửi. Anh không gửi. Không mày. Anh không gửi. Anh không gửi. Đâu. 150k nó chưa chuyển. 3 ngày rồi. 3 ngày rồi chưa thấy tiền đâu cả. Nó bảo là anh em ơi, nó bảo là như này này. Đây. Thế thì anh cho mày xem 150k anh chuyển cho bà Nguyễn Thị Du. Anh cho mày xem view luôn. Anh em ơi, nó bảo này, mày cho mẹ mày đi. Nó bảo là Khánh ơi, em bố mày không có tiền, anh cho em 150k vừa uống sữa vừa đi đường xe ôm. Mẹ cay không đi. Ok anh em ơi. Bố chưa thấy tiền đâu cả. Anh ơi. Đây. Mày thích tao rồi xem. À thế, hôm nay không đeo đồng hồ check kim nữa à? Đâu, anh Sắn gửi 150.000 sang tin nhắn phở bò em nào. Đây. Đâu gửi qua đây sao? Cất cái đồng hồ đẻo đi. Nó chưa chuyển đồng nào đâu anh ơi. Nào, bố mày nhận được đồng nào hả Sắn? Niu Đình Sắn này, 150 triệu kinh không? Đây là mày chuyện 150 triệu chứ? Cụ của mày chuyện 150 triệu. Tắt đi, tắt đi. Sẽ lên chuyển cái này. Đó. Có nghĩa là anh chưa chuyển cho thằng Khánh 150k đúng không? Anh đang nói được đơn giản cho Khánh hiểu này. Thành công rồi đây, chuyện thành công. Long, này. Long, ông là một thằng em. Nếu mà nó làm ăn được như vậy anh mừng cho nó. Nó sắp xây nhà, anh rất là mừng. Em hiểu không? Kể cả bản thân em vậy thôi. Em có xây được nhà hay mua được cái xe thì cũng mừng cho em, nhưng mà em cứ dạy anh này thật sự anh cũng buồn. Nộ rồi anh Sơn, buồn. Nói anh Sơn rồi nó bảo là chuyển cho em 150k mà vừa nó chuyển cái bill chuyển thành công 150 triệu đâu ấy. Em ơi, em rõ là anh chuyển từ bao giờ, anh không chuyển 150 triệu cho em, anh chuyển 150 triệu cho người khác, ý là giao dịch cho em đúng không? Bây giờ như này, cháu kính thưa các chú công an thành phố Hải Phòng là điều tra ngay cái số tiền bất thường nó dao động ở trong số tài khoản của Sắn Bà Số. Kiểu ghê là tiền tài xỉu. Đây là số tiền tài xỉu. Này, có máy thôi. Có máy thôi. Điều tra bất thường, tiền vào tài khoản bất thường. Đây là anh tài xỉu rồi. Đấy, Khánh bắt đầu thấy bình tĩnh rồi đấy. Chứ không căng thẳng như hôm nay. Bình tĩnh rồi đấy. Bình tĩnh như này thì anh còn nói chuyện được. Nhưng mà... Mày vừa mày bảo là mày có chuyện tao 100 triệu hả? Tao mang gì đâu, bill được 100 nghìn đâu. Từ từ đến bây giờ. Mày bảo là chuyện tao đi xe ôm uống nước mía mà bây giờ tao khát cả cổ rồi, chưa có đồng nước mía nào. Nhưng mà này, em ơi. Đâu cái vấn đề này như nào hôm trước anh nhắc rồi nhỉ? Có nhắc rồi, chưa nhắc. Thôi, cái vấn đề này không nhắc đến nữa anh ạ. Thôi không nhắc nữa. Tại vì là người ta cũng là con người mà. Kiếm được đồng nào bằng cái cách gì không cần biết. Nhưng mà người ta kiếm đồng sạch, tiền sạch. Nhưng mình không thể nhắc đến chuyện đấy được nhá. Không được nhắc đến. Nhắc đến ảnh hưởng nhiều người. Tôi không thích nhá. Còn thật ra em Khánh này nó có khôn lớn, nó có trưởng thành đi càng nhiều thì tôi càng mừng cho em nó, tại vì em nó lúc đó cũng có đã được khôn như người ta đâu. Cái đó. Cái nhẹ anh em nói rồi, Khánh nói đó là em nói sẵn này, anh đang có thời gian tầm sư đạo, anh đi theo anh Tiến nhiều năm, anh Tiến là một người giỏi thật sự, anh công nhận là Tiến Bịp nó là gia cát Tiến của Việt Nam,
nói mà ngày xưa có Gia Cát Lợi, Tiến Bịp phải Gia Cát Tiến, nhưng anh đi xe Tiến Bịp thì nó đi bịp cả thiên hạ, nó mang của về nhà. Còn anh thì anh ngu như con chó, anh chỉ có mất của đi thôi, anh đánh vào tài xỉu nhất, đúng không? Thì em chỉ nói anh này như này này, đúng không? Từ từ nói ai đi, tao không thay bắt nghe nhắn em bảo là cái gì cho ông lên này. Nhưng mà ý mày đang nói ai sao lại xưng anh đi sẵn rồi? Tôi này, anh xin phép nhá. Tôi này, anh xin phép nhá. Anh buổi live stream hôm nay anh xin phép anh xuống tại đây. Anh không nói lại lần thứ hai, anh quân tử. Thứ nhất, không được nhắc người thứ ba. Nhưng mà Khánh vi phạm nội quy, anh vẫn cho Khánh điểm đấy nhá, anh không trừ và không cộng. Anh đã nói rồi, đừng nhắc thêm người thứ ba, một nhân vật nào vào đây nữa, tại vì chỉ có anh và em thôi. Ok. Anh xin phép nhá, lúc khác anh em nói chuyện tiếp. Ok. Từ từ, mới trốn rồi. Đúng rồi, em không được nhắc người khác vào. Nhắc nhưng mà nó vẫn thua điểm mình mà anh. Ừ. Không thì anh cũng không tính điểm cái quả hôm nãy mà. Nhưng mà mẹ ai cái loại thấy ăn tùng nó phép. Chán, nhìn cái chuồng nó đã biết rồi. Ra cái gì đâu. Con người nó ấy, nó ăn ngon mặc đẹp nó khác. Mẹ. Không, nhưng mà tôi nói với anh em này. Thằng Khánh nó cay thì ra mặt. Nhưng có thể anh Sắn lúc nãy không tỏ ra mặt nhưng lại cay đấy. Trời ơi. Chưa chắc đâu, mọi người thấy đang đánh đòn đấy. Đúng rồi. Những bàn thắng của Khánh Sơn có tính điểm đâu. Đây này, những bàn thắng của Khánh toàn siêu phẩm này. Anh mời nó lại đi. Con lợn này nó sắp thua rồi, nó chối đuôi ní mà nó trốn luôn đấy. Mày. Mời cả thằng bẹo bé bọng, bẹo bé bọng rồi nào. Sắn từ chối luôn này. Tóm lại anh à, anh xem nào ấy, thi đấu này không được. Thi đấu bỏ giữa chừng này không được. Đang thi đấu mà lại treo giò bỏ nó không được. Không, có thể là về 1-2 phút để tham khảo ý kiến người thân. Mấy cả là đuối ní rồi, đang nóng đầu rồi, thấy chưa? Ờ, chiến một tiếng là hai người cũng đang gọi là ấy rồi. Tiếng bao lâu rồi anh? Tiếng ấy nhỉ? Một tiếng rồi. Anh em ơi, anh em follow anh em Khánh với anh Trương đi, mọi người follow đi. Nói chung là Khánh vẫn dẫn trước bàn của nó mà, bàn Khánh toàn siêu phẩm thôi. Hay là anh mời Tiến Bịp vào đấu với em ơi. Em thích đấu với Tiến Bịp lắm. Nhưng hôm nay mày cay không? Cứ bình thường, em này rất bình tĩnh. Đâu thấy mặt mày cay đi. Anh có biết là có cái đoạn mà thằng Sắn nó mặt sồn 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 đấy nè. Em bình tĩnh mà anh, em có đang dẫn điểm em sợ gì. Anh đạo viên ở đây, anh đạo viên con cậu ở đây. Mẹ hay lại xuống làm hai khói đậm rồi nên tiếp. Còn chơi đá nó lại chích một tí nó mới lại nên nó bon được, bon bồn được anh em ạ. Chứ còn để mà nó ngáo ngơ, nó không có đá trong người là nó ngáo ngơ em nhỉ. Anh ơi, sao lại bỏ cuộc ngang chừng thế? Anh đang tính tóm à? Nhưng mà ý là nó nhắc thì em cũng có tính điểm đâu. Em ơi, không cần tính điểm hay không, cái cuộc chơi này nó có mang lại cái gì đấy đâu em. Anh em vui thôi. Nhưng mà đừng nhắc đến những nhân vật khác nhiều lần anh thích. Tại vì anh Tiến cũng là anh là ăn cơm với anh và từng kinh nghiệm với anh, em hiểu không? Anh tưởng là anh nó mà nó không tôn trọng thì làm sao nó tôn trọng được anh mới lại anh không? Anh không? Anh không thích. Mai nó bình tĩnh lại, anh em tiếp tục, em nhá. Anh bảo với như cả thằng Sắn này, anh bảo này, Tuyền với Khánh chỉ là hơn tuổi của anh thôi, chứ còn chưa bao giờ là anh của Khánh cả. Kẻ thích vẫn tao. Khánh nói thẳng. Không phải, mọi người phải hiểu như này. Bây giờ mọi người nói thế cũng sai. Bây giờ có thể là ông ấy là anh của Sơn, nhưng mà đối với Khánh thì ông chẳng là gì, kiểu thế không thể gọi là anh của mày thì mày bắt tao phải tôn trọng được. Nên là anh em nói thì cũng đi lại quay về cái câu chuyện là anh Thái Cabin ăn cái bát của anh Huấn thì là em mày hôm nay em tao, vợ mày hôm nay vợ tao đấy, thì nó không thể nào mà chung nhau được thế không khác. Nhưng mọi mà người phải hiểu này, nhắc ra nhưng Sơn có tính điểm đâu, bởi vì cái câu chuyện nó vẫn chưa đi đến đâu mà. Tôi chẳng biết thằng Khánh nó nhắc ra để làm gì cơ. Anh hiểu này, trong cuộc sống thì nó phải liên quan người nọ người kia. Thế chỉ nói về cuộc đời riêng của thằng Sắn thì làm sao mà tả hết được, thì nó phải sống với người này, sống với người kia, nó sống ăn ở mất chất thì mình phải nhắc cái người đấy vào để cho nó nhớ cái sự kiện đấy. Anh hiểu chưa? Bây giờ mọi người bảo là một lần làm anh là cả đời làm anh á, anh có. Anh kiểu sống như con cái gì, anh cái con mà một lần làm anh cả đời làm anh. Đại ca, có những thằng anh mà đớp cả vợ em là có đấy. Có, trên đời này không cái gì cũng có cả. Có mà, nói chung là mọi người kiểu chưa gặp vào những người ối rồi ôi ấy, nên mọi người vi comment thế. Đúng rồi. Bây giờ như này nhá. Gặp vào nói chung là không mấy đâu. Ví dụ ăn được bài học nữa này.
Ví dụ như anh Trường con bây giờ anh đi 20 năm anh mỏi quá, đâu thằng nào nhận là người anh người em của anh Trường đi thay thay ca anh ấy cho anh đỡ mỏi, thằng nào nhận, thằng nào đi đi thay anh ấy. Hả? Thằng nào đứng ra đi thay ca anh như nào, đấy mới là cái bản lĩnh, đấy mới là người em. Không, thực chất ra thì mọi người nói thế thì Sơn cũng đồng ý. Mọi người bảo Sơn thiên vị, ok. Sơn đồng ý cái câu của mọi người, nhưng tôi nói thật nhé. Tôi chỉ thấy nói lý hay thôi, chứ chưa gây sát thương một chút nào. Tôi đang chấm điểm cho những cái câu sát thương mà gây gọi là mọi người sự bất ngờ, hiểu không? Thì tôi mới chấm. Chứ còn ngồi mà để giải thích về cái câu nói thằng Khánh nó nói và phân tích ra để cho mọi người bảo đúng thì chấm điểm cái đéo gì, các ông điên. Ông có biết chơi không? Giải thích nó khác và gây sát thương thì mới được điểm. Ví dụ như mày biết vì sao, anh biết vì sao Khánh ghét anh Tuyền rồi, vì anh Tuyền gọi là bán thịt lợn đấy. Câu đấy nó là gây sát thương, hiểu chưa? Nó cho điểm luôn, thấy chưa? Chứ còn giải thích ra là vì sao ghét rồi này kia, nói để cho thấm, để cho hiểu luật đời thì làm sao mà ghi điểm được anh em. Đấy, cái câu nào chấm điểm nó phải gây sát thương cho đối phương thì nó mới gọi là ok. Mày lên đi, mày đang thi đấu dở mà. Giảng thuốc năm bây giờ đang nói chuyện em nhắc nhân vật thứ ba lắm. Nhân vật thứ ba thì mày không thích thì mày thôi, gì mà mày tháp quá mày trốn luôn là tao lấy cớ để trốn à? Có cái gì anh muốn mua nhưng mua nhá. Mà mày em định tính lại nó chuẩn nhá. Không có chuyện ngày mai đâu. Không, thực chất ra nó như này, thực chất ra nói là chắc là anh nghĩ là anh Sắn với anh Tiến cũng có chút gì đấy, nên là ngay từ đầu anh Sắn vào, anh Sắn đã bảo em đừng nhắc rồi thì đó, lúc đầu vào là anh cũng 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 thấy anh Sắn nói rồi. Thế thế nó lôi cái câu chuyện em với cả ông Tuyền ra thì thế nào? Em với ông Tuyền năm 2022 còn suýt điện cho bạn đâu đấy. Thì coi coi như thế là hòa rồi đúng không, xong mày còn nhắc anh Trường Con các thứ Trường đấy, con thì mày đây lại là nhắc câu chuyện ngược vui, ngược lại một lần nữa Trường con nó là là câu anh chuyện Tiến. vui, không phải là liên quan gì nó đâu, nó chỉ là câu chuyện vui Đúng đưa vào rồi, cho nó sinh động câu chuyện. Thế cuộc đời của người này nó phải liên quan đến người kia chứ, còn cuộc đời sống một mình thì làm gì có chuyện gì, sống một mình trên núi có chuyện gì. đúng rồi. Còn mọi người, nên là anh mới bảo là anh chưa cần biết nội dung mày nói là gì, anh đang đợi đợi mày nói nốt thì anh mới nói. Cuộc Thế đời nhưng nó mà lại đang sinh nói ngang chừng thì anh Sắn anh tắt mẹ. bây giờ nhốt một mình ông trên núi, ông tự cung tự cấp thì có cái gì để mà ông xấu xa đúng không, có cái gì để mà Bởi ông. vì bây giờ mọi người phải hiểu này, nói thì nói thế thôi, đấu một tiếng đồng hồ ấy gây được tỷ số như thế rồi đúng không, nó cũng chỉ xoay quanh là gây sát thương cho nhau. Bây giờ mình phải tìm cái điểm yếu nào để mình có thể tấn công vào trong đấy chứ. Bây giờ để hai thằng lên đây gây sát thương thì ít ra hai thằng đấy phải sống với nhau 2 năm rồi thì mới gây được sát thương liên tục. Nên là các bố là người xem, với các bố lên đây mà làm diễn viên này, tôi sợ lên đây các bố cứng họng đéo biết nói gì ấy. Nó đang là cân bằng mà nó dẫn ra cái câu chuyện, mọi người hiểu không? Các bố cứ ngồi dưới các bố bình luận như gì ấy. Thằng Sán nó cay quá, nó hết hết đòn rồi, nó mới ọp, lấy cớ nó ọp. Còn đấy, cái chuyện mà bạn là nó Mày chuyện chấm linh tinh, Tú ơi, bố mày thích chấm thế này thì mày làm sao? Mày xem được thì xem, mà không xem thì... Thế cho nó nhanh, mày cứ phải không công minh với này kia, mày lướt, tao cũng chưa? Về Trời ơi, tao chấm sai đấy thì làm sao? À, tao chấm sai đấy thì làm sao? Làm sao? nhưng mà cái thằng Sắn ấy nó thua từ cái đoạn này này, nó bảo nó chuyển 150k rồi, xong lại đưa quả bill 150 triệu chuyển từ 14 tháng 3 từ bao giờ ấy, là nó đã hỏng rồi, nó đã lệch hướng rồi. Bây giờ tôi nói này, anh em là ở giữa, anh em nghe Sơn nói này, thực chất ra cái câu chuyện này ấy đang có những cái người ghét Khánh thì người ta lại muốn chấm điểm cho ông kia, những người quý Khánh thì lại muốn chấm điểm cho Khánh, nên là lúc nào nó cũng xảy ra cái chuyện là đứng giữa với đứng đứng ấy như thế này. Bây giờ các bố vẫn đang bình luận này đấy, các bố vẫn đang bình luận đây này, nên là thôi các bố ơi, đây là chương trình giải trí, hiểu chưa? Chả một cái cuộc đua đéo nào mà nó hài lòng được khán giả cả. Tôi nói thế, tôi nói nhanh, đúng chưa? Các bố đừng ngồi đấy mà nói phép nữa, giải trí thôi các bố ơi. Đó. Giải trí thôi. Còn các bố mà cứ như thế này nhá, là ngày mai tôi không tổ chức nữa. Tự nhiên tôi vác họa vào thân làm cái đéo gì, các bố vui vẻ. Mà các bố làm như thế này nhá, mai tôi không tổ chức nữa đâu. Tôi nói nhanh cho nhanh, đúng chưa? Vui thôi, đúng chưa? Bây giờ mẹ vào đây cứ như kiểu là mất gì của các ông ấy.